quanh thì lúc đó cái bè đẩy cái bè đúng không? Thì đẩy cái bè bơi vô luôn. Tôi biết anh không biết bơi nên tôi cho anh thử thách đó. Thì đúng phải biết làm chứ còn bơi thì em ơi. Cái đó đứng nào mà không phải là cái người mà bơi quen á sẽ bị chụp rút à? Chụp rút. Cái trường hợp thứ hai là sau khi bơi xong á, kéo lên bờ là mặt sẽ tới xanh tới lét, rồi sau đó ngồi từ từ một chỗ luôn. Hay lực đâu mà bơi hay lực đâu mà bơi nổi. Thì chứ nếu mà em bơi chừng 2 vòng thôi em cũng rớt rồi. Ngồi xanh lét xanh lét. Thì anh chứng kiến nhiều đúng không ạ? Dạ. Là kiểu mà vận động đột ngột đúng không? Mà thường thường là càng không biết thì càng xuống quẩy mạnh. Dạ. Xuống quẩy quẩy quẩy